Nam mô Bích Thay giá. Dạ con nguyên trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhammade Sanaya Janagatha Brahmajalo katipati sahampati katanjali an tiwarang aya chatha santi tasaktapara chakkachati kadese tu thammang anukambimang bachang sakthamma ferin guinayan chakayan suttan chabantham afitham machammang Ako tayanto chatusak chadandang bappo thanaye parisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều Trần Như. Được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân kết tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng. Kính cung thỉnh sư Pháp Thanh, từ biêu hoan hỷ cầm mít thử âm thanh ạ, trước khi chúng con đọc về phần chánh kinh, tứ niệm xứ, tâm quán niệm xứ, và con kính dâng mít lại cho sư ạ, và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào quý tôn nữ và quý Phật tử. Cảm ơn cô Nguyên Trang. Hôm nay thì chúng ta học đến cái phần thứ ba của tứ niệm xứ, tâm quán niệm xứ. Thì trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, em mời cô Nguyên Trang và cô Hà sẽ đọc phần chính kinh tóm lược, rồi sau đó sư sẽ giải thích để quý vị hiểu thêm những cái kinh nghiệm trong cái pháp quán niệm tâm. Bây giờ xin mời Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con đọc phần quán tâm. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán tâm trên tâm? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo với tâm có tham biết rằng tâm có tham, hay với tâm không tham biết rằng tâm không tham, hay với tâm sân biết rằng tâm có sân, hay với tâm không sân biết rằng tâm không sân, hay với tâm có si, biết rằng tâm có si, hay biết tâm không si, biết rằng tâm không si, hay với tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm thâu nhiếp, hay với tâm tán loạn, biết rằng tâm tán loạn, hay với tâm quảng đại, biết rằng tâm quảng đại, hay với tâm không quảng đại, biết rằng tâm không quảng đại, hay với tâm hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn, hay với tâm vô thượng, biết rằng tâm vô thượng, hay với tâm định biết rằng tâm có định, hay với tâm không định biết rằng tâm không định, hay với tâm giải thoát biết rằng tâm giải thoát, hay với tâm không giải thoát
biết rằng tâm không giải thoát. Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Còn đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước, hoặc không chấp trước một vật gì trên này các tỳ kheo. Như vậy, tỳ kheo sống quán tâm trên tâm. Dạ kính thưa sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh ạ. À. Dạ sau đây con kính cung thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh từ Bi Hoan Hỷ đăng đàn để giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ cảm ơn cô Thiên Trang rất nhiều đã đọc cái phần chánh kinh như là dạy của Đức Phật trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. À, Đức Phật dạy về cái phương pháp mà quán tâm hay là tâm quán niệm xứ. Thì tâm hay là chúng ta hiểu là theo Di Diệu Pháp gọi là danh hay là phần tinh thần. Thì trong một cái bài kinh đó, Đức Phật nói về cái quan trọng của cái tâm. Đức Phật nói rằng cái tâm á, ở trên thế gian này không có cái gì mà nó vi tế phức tạp bằng cái tâm. Rồi cũng không có một cái năng lực nào mà nó hùng mạnh bằng cái tâm. À, hiểu gì thấy rằng cái phần tinh thần nó điều khiển tất cả mọi cái. À, như quý vị học ở trong Di Diệu Pháp, quý vị thấy cái tâm á, sao nó tất cả là 121 tâm. À, nó trải dài trong tất cả 31 cõi. À, và cái tâm này đó nó có khả năng lưu chuyển nhận thức biết tất cả các đối tượng từ trong thế gian cho đến siêu thế, à, niết bàn. À, vì thế thành ra nó là một cái yếu tố hết sức là quan trọng. À, tâm ấy, nó có thể làm những việc cùng hung cực ác và cực trọng nghiệp, à, để đi đến những cái cảnh giới địa ngục khổ đau tận cùng đó. Rồi tâm nếu mà được uốn nắn tu tập, à, thì nó đem đến những cái lợi lạc, à, từ trong thế gian, từ cõi dục giới cho đến cái cõi cao nhất là cõi vô sắc. Đó. Rồi quý vị thấy rằng á, khi mà những cái tâm được tu tập thì đó, nó cả có khả năng tạo ra những cái điều phi thường, mà những cái thần thông. Đó. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng á, cái tâm nó rất là quan trọng. Đó. Rồi quý vị nhìn qua trên cái xã hội đời sống, à, thì từ những cái học thuật, nghệ thuật, à, đến những cái y học, những cái khoa học công nghệ,
đều do cái tâm con người tìm ra. Đó. Cho nên cái tâm nó hết sức là quan trọng ở chỗ đó. Nha. Rồi quý vị thấy rằng trong bốn cái đề mục thân, rồi thọ, pháp, thì tất cả những cái này là cái gì? Cái gì biết? Cái tâm biết. À. Cho nên á là cái tâm nó hết sức là quan trọng ở chỗ đó. À, thành ra Đức Phật nói sao? Cái tâm á, nó có một cái năng lực hùng mạnh. Nếu mà chúng ta không có uốn nắn, không có sửa đổi, thì cái tâm này đó, nó sẽ lan man, nó sẽ đem đến cái tai hại. À, quý vị thấy cái thác nước đó, cái sức nước nó rất là mạnh. À, mặc dù á là sao, nó âm thầm, nó len lỏi, nó chảy từ những cái khe, những cái rạch nhỏ, tạo thành những cái con suối, rồi tạo thành những cái sông nhỏ tạo thành những cái sông lớn. À, thì cái sức nước thì nó từng giọt âm thầm vậy đó. Nhưng mà đến khi mà tập trung cái sức lực của nó đó, thì cái sức tàn phá nó cũng rất là ghê gớm. À. Nhưng mà khi mà người ta biết xây những cái đập, người ta tạo những cái dòng chảy như thế nào đó để người ta lợi dụng vào cái sức nước, thì nó sẽ đem đến nhiều cái lợi ích. Nó có thể phát ra điện nè, hay là quý vị thấy là những người mà tinh dùng cao đó, những người dân tộc mà họ còn biết lợi dụng cái sức nước, họ làm những cái sa quạt ở cái dòng suối, cái bắt đầu cái nước suối nó chảy, nó làm quay cái sa quạt đó, thì sao, người ta làm cái cối trà giả gạo, làm những cái công việc đem đến cái lợi ích. Do đó đó mà khi mà chúng ta không có tu tập, không có điều khiển, không có hướng tâm mình đi đến những cái con đường chân chánh, thì giống như nước vậy. Nếu mà để nó chảy tàn lan, rồi không có điều khiển được nó thì nó sao? Nó sinh ra lũ lụt, nó tàn hại. Nhưng mà khi mà chúng ta khéo làm những cái đập, những cái cống, những cái lối thoát có tính toán, thì sẽ có được một cái lợi ích. Thành ra đó, cái khổ đau đó, không ở đâu xa, cái khổ đau là nó chính ở trong cái tâm của chúng ta, mà cái an lạc hạnh phúc cũng ở trong tâm chúng ta, mà trói buộc là cũng trong tâm của chúng ta, mà giải thoát cũng ở trong tâm chúng ta, chứ không bao đâu xa hết. Không phải là ở Ấn Độ, ở Tây Tạng, ở Miến Điện, không, mà ngay trong này. Bởi Đức Phật nói là khổ đau ở nơi nào thì mình phải chữa trị ở ngay chỗ đó. Bệnh chỗ nào thì mình phải trị ngay cái gốc của cái căn bệnh đó, thì nó sẽ hết. Không. Cho nên là chúng ta hiểu như vậy, thì trở lại cái tâm quán niệm xứ là citta nupassana satipatthana là cái gì? Tức là vị hành giả đặt cái niệm ghi nhận vào cái trạng thái của tâm thức, nó phân biệt lúc đó cái trạng thái của cái tâm của chúng ta như thế nào. Như hồi nãy thì trong bài kinh đã kể ra
rất là nhiều cái trạng thái hay là quý vị học trong pháp quý vị cũng biết. Nhưng mà có ba cái chính yếu, đó là gì? Là tâm có tham hoặc là tâm không tham, tâm có sân hoặc là tâm không sân, tâm có si hay là tâm vô si hay là trí tuệ. Đó. Thì chính ba cái cặp đôi này, ba cặp đôi này mà nó tạo nên là thiên hình vạn trạng. Giống như những cái người mà người thợ sơn, cái người họa sĩ, chỉ từ ba cái màu chính, chỉ từ ba màu chính thôi, nhưng mà với cái tài nghệ khéo léo đó, họ pha nhiều ít đậm nhạt tối sáng, phải không? Mà nó tạo thành cái bức tranh của thế gian này thiên hình vạn trạng. Cho nên á, khi mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta luôn luôn quán sát, xem xét cái nội tâm của mình. Cũng như trong nhiều bài pháp, mà khi mà những cái tác ý, những cái suy tính của tâm ấy, bắt đầu nó thúc đẩy thể hiện qua thân, tạo thân nghiệp. Thể hiện qua khẩu, tạo khẩu nghiệp. Nếu mà thân ý về cái ý thì tạo ý nghiệp nha. Mà tất cả thân khẩu nó đều xuất phát từ những cái suy nghĩ, cái tác ý của tâm đó. Cho nên đó là cái vấn đề mà quán tâm này, nó là một cái đề tài hết sức là quan trọng trong cái đời sống. Thì có thời gian, có duyên lành, sư cũng có may mắn được học cả với cái pháp quán tâm với Ngài Hòa Thượng Suê Minh. Thì theo cái phương pháp mà Ngài hướng dẫn ấy, cho các thiền sinh, thì chúng ta cũng vẫn lấy cái đề mục, cái đề mục là hơi thở. Nhưng mà thay vì hôm trước là khi mà chúng ta thuần về niệm thân, thì chúng ta chỉ quan sát cái chuyển động của hơi thở thôi. Thì khi mà chúng ta dùng cái nền tảng là hơi thở, nhưng mà chúng ta quán tâm thì sao? Chúng ta lấy cái hơi thở nó làm cái điểm tựa, rồi chúng ta quán sát xem cái tâm của mình ấy, đối với cái hơi thở này nó như thế nào. Nó thích thú với hơi thở hay là hoặc là nó chấp thủ với hơi thở, hay là hoặc là nó bực bội, nó khó chịu với hơi thở, hoặc là nó không thích mảnh, không thích ha, tức là trung tính ha. Dùng cái hơi thở nó là sắc, nó là thô. Nhưng mà rồi chúng ta quán sát xem cái tâm của mình á, nó đối đãi với cái đối tượng như thế nào. Hoặc là khi mà chúng ta quán thân thì chúng ta đi mặt bước, trái bước, dở bước, đạp chẳng hạn. Thì lúc đó chúng ta chỉ quán chiếu ghi nhận về cái chuyển động nó đang diễn ra ở trong thân. Còn khi mà mình quán tâm đó, thì mình cũng lấy cái chuyển động này, cái bước đi này, nhưng mà mình thấy như thế nào,
cái tâm mình á, nó đối với cái đối tượng này như thế nào, nó có thích thú ở trong cái bước đi không, nó có dính mắc ở trong cái bước đi này không, hay là hoặc là nó có bực bội, nó khó chịu khi mà chúng ta bước nhầm những cái vật nhọn, rồi hoặc là nó thô ráp, nó cứng, đó, nó nóng đó. Thì khi mà trong cái bước đi đó mà nếu mà nó xảy ra những cái trạng thái mà nó thích thú, tức là lúc đó cái trạng thái tâm nó có tham, mà khi mà nó bực bội, nó khó chịu, nó rực rãi là cái tâm có sân. Còn nếu mà chúng ta đi, chúng ta ghi nhận đầy đủ, lúc đó trí tuệ niệm đầy đủ, không có phiền não, thì lúc đó là cái gì? Cái tâm vô si hay là trí tuệ. Đó, thành ra đó, chúng ta lợi dụng trên cái thân hay là cái sắc để chúng ta quán về cái tâm của mình. Khi mà tâm mình có sự hay biết rõ ràng, niệm tuệ đầy đủ, mình biết khi mà tâm của mình nó chạy phóng dật, thì mình biết cái tâm nó mê mờ, muội lược, giải đãi, mình biết đó. Tất cả mỗi cái trạng thái tâm nó diễn ra đấy, thì chúng ta phải biết được đó. Chính nhờ cái sự quán sát này đó, khi mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày, lần hồi chúng ta sẽ có kinh nghiệm. Thỉnh thoảng chúng ta tự quán sát là tâm mình có trí tuệ, có hiểu biết đầy đủ hay không, hay là tâm đang ở cái trạng thái si mê đó. Rồi những cái tác ý, những cái mong muốn, hay là những cái tác ý xua đuổi rực rãi, những cái tác ý so sánh, rồi bình phẩm thế này thế khác, mình biết để kịp thời mình ngăn chặn. Tức là những cái này nó thuộc về cái tâm phiền não nè. Tham cũng đưa tới khổ đau. Khi mà mình tham thì sao? Mình tầm cầu, mình dính mắt nè, nó cũng đưa tới phiền não khổ đau. Mà khi mình bực bội, khó chịu, sân hận, muốn xua đuổi, muốn hủy diệt đối tượng, thì nó cũng là một cái loại phiền não. Chúng ta thấy được cái sự tai hại, tội lỗi từ những cái tâm bất thiện này mà chúng ta tránh xa. Chúng ta giữ cái tâm mình ở cái trạng thái quân bình, thì nó chỉ khác nhau chút xíu đó thôi. Cái tâm của phàm nhân là luôn luôn lúc nào cũng có tham hoặc là sân. Mà tham sân là đồng nghĩa có si. Rồi thì cái tâm của bậc thánh nhân á là sao? Vắng mặt, vô tham, vô sân. Mà khi mà vô tham vô sân là có trí tuệ, có mình đó. Cho nên á là quý vị thấy cái sự khác nhau nó chút xíu thôi đó. Cho nên là cái tâm của các vị thánh nhân
các vị thánh nhân hữu học thì cái khổ đau nó ít hơn. À, cái tâm phàm nhân vì nó quá nhiều tham, cho nên là quá nhiều sân. Mà quá nhiều tham, quá nhiều sân tức là gì? Quá si mê. À, cho nên nó quá đau khổ. Nha. Còn cái tâm phàm nhân á thì sao? À, bậc thánh hữu học thì đã diệt những phần ký sử rồi. À, đó. Cho nên á là quý vị mà xem cái phim mà Tề Thiên á, vì tham lam sân hận si mê quá mức mà Tề Thiên phải bị đè ở dưới cái núi Ngũ Hành Sơn. Đó, thành ra nếu mà mình học pháp mình thấy rằng sự thật ra đó, cái ông tác giả Ngô Thừa Ân á, ổng ẩn dụ cũng rất là hay. À, chúng ta phàm nhân giống như là cái anh Tề Thiên tham muốn quá nhiều đi. À, rồi tham muốn riết là muốn làm tới mà ngọc hoàng luôn. À, nhưng mà sao? Cái phước mà không có, cái phước mình chưa đủ, nhưng mà mình tham muốn quá mức. Rồi sao? Chính cái tham muốn này đó, nó làm hại mình, khổ đau. À, bị đè với cái Ngũ Hành Sơn là gì? Là ngũ trần. À, vì mình tham muốn quá mà không có đạt được, cho nên là khổ đau. Đó, thì phàm nhân mình bị đè nặng khổ đau bởi ngũ trần. À, còn các cái vị thánh hữu học đó, thì phần nào đã diệt trận rồi. À, cho nên đó là những cái tham muốn của các ngài đó, nó giảm nhẹ. À, bậc Tu Đà Hoàn còn nhiều lắm là bãi kiếp. À, rồi bậc Tư Đà Hàm còn có một kiếp thôi. Bậc A-la-hàm thì coi như là tái sanh về ngồi cõi ngũ tịnh cư và tu tập để đạt đến A-la-hán vô dương niết bàn. Còn bậc thánh A-la-hán, bậc thánh vô lậu là tất cả các mầm mống dẫn dắt đi tái sanh các ngài đã diệt tận hết rồi. Những cái ô nhiễm phiền não đã được thanh lọc, đã đào bứng tận gốc rễ, không còn dư sót. Cho nên là các ngài không còn luân hồi. Đã. Cho nên á, khi mà chúng ta cái tâm quán niệm xứ là cũng trên cái đề một hơi thở, cũng là đi kinh hành, cũng những cái hành động diễn ra hàng ngày hàng ngày. À, nhưng mà khi mà quán tâm á, là chúng ta quán xem cái tâm của mình á, đối với cái đối tượng đó như thế nào. À, nó thích thú, à, nó bực bội, nó khó chịu, à, hay là hoặc là nó trung dung, không thích mà cũng không ghét. À, cho nên á, là chúng ta quán về cái trạng thái tâm. À, khi mà như hồi nãy trong kinh, cái tâm quảng đại, tức là lúc đó cái tâm mình nó rộng lớn đối với tất cả chúng sanh nào mình cũng thương mến. À, mình không còn phân biệt người thân kẻ sơ. À, thì gọi là cái tâm quảng đại. Còn cái tâm mà hạn lượng, không, tôi cũng thương người chứ, nhưng mà bây giờ tôi thương mấy đứa con tôi khó thương những cái người thân ở trong gia đình thôi, bà con thân thuộc, chứ còn mấy người kia thì họ là người dân kẻ lạ, tôi thương chi. Thì đó, lúc đó là cái tâm của chúng ta nó hạn lượng. Đó, cái tâm của chúng ta nó ở cái trạng thái nào chúng ta biết
nó đang ở cái trạng thái đó. À, đó, thành ra đó, cái tâm thì nó rất là vi tế, nhưng nhờ chúng ta theo dõi, quan sát nó đối cảnh như thế nào. À, thì ở bên Thiền Tông họ cái câu cũng rất là hay: đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. À, khi cái tâm mình á đối với cảnh đó mà nó không có tham, mà nó cũng không sân, cái tâm nó quân bình, nó hay biết một cách rõ ràng, thì lúc đó là cái tâm mình là tâm thiền đó. Còn nếu mà cái tâm mình á nó chạy theo, nó đeo bám đối tượng, nó thích thú, nó tìm kiếm tầm tòi, dính mắc chấp thủ, tôi thích cái đối tượng là hơi thở, chứ tôi không thích cái đối tượng là cảm thọ, là nó dính mắc trên cái đối tượng, đó, cho nên là lúc đó là khổ đau, đó. Thành ra đấy, cái quán niệm hơi thở là quý vị nhớ là cái trạng thái, cái tâm của chúng ta lúc đó như thế nào biết như thế đó. Hồi nãy trong kinh, chánh kinh cũng có: tâm có sân, vị tỳ khưu biết tâm có sân. Tâm có tham, vị tỳ khưu biết tâm có tham. Tâm vô tham, vị tỳ khưu biết tâm vô tham. Tâm vô sân, vị tỳ khưu biết tâm vô sân. Khi tâm si, vị tỳ khưu biết tâm có si. Khi tâm vô si, vị tỳ khưu biết tâm vô si là có trí tuệ, sáng suốt. Đó là ba cái trạng thái mà chúng ta luôn luôn chúng ta phải xem xét cái nội tâm của chúng ta để gì? Để kịp thời thanh lọc đi những cái ô nhiễm phiền não. Còn nếu mà mình trong cái trạng thái cái tâm mà đầy đủ niệm tuệ, tâm ở trạng thái trung dung quân bình, sáng suốt, thì như vậy á là chúng ta nên gìn giữ niệm một cách khăng khít, miên mật, không có tạo những cái kẽ hở để mà cho phiền não nó nhảy vào, nó sanh khởi. Đó. Cho nên cái niệm tâm ở đây đó là chúng ta cũng dùng những cái đề mục ở trên thân, như là hơi thở, những cảm giác, rồi chúng ta quan sát cái tâm của chúng ta đối với những cái đối tượng này nó như thế nào. Thì đó là chúng ta quan sát về cái niệm tâm. Nhưng mà cái quan trọng á thì chúng ta phải thấy được cái tác ý. Thì có một lần á, có một vị thiền sinh, thì vị thiền sinh này cũng sơ cơ, thì hỏi ngài hòa thượng: bạch ngài, quán tâm mà tâm ở đâu, tâm ở chỗ nào? Vị này cũng chưa có từng trải qua pháp học, cho nên là vị này mới nói. Thì ngài mới hướng dẫn, cái lúc đó cái tâm nó đang biết cái gì, lúc đó cái tâm nó đang nhìn, thì lúc đó là cái tâm ở trong con mắt. Nếu mà cái tâm nó đang chú ý vào cái âm thanh thì cái tâm ở tai. Nếu mà cái tâm nó đang ghi nhận cứng mềm
nóng lạnh, cái sự xúc chạm của thân, thì lúc đó là cái tâm ở trên thân, không? Nhưng mà cái quan trọng là gì? Chúng ta phải thấy được cái tác ý. Tại vì cái quý vị biết rồi, cái sự mà sinh diệt của tâm nó rất là nhanh. À, nhưng mà không có một cái hành động nào nó diễn ra mà trước đó mà không có cái tác ý. Cho nên chúng ta mới thấy rằng á, chính cái tác ý nó là nhân, mà cái diễn trình hành động chuyển động nó xảy ra nó là quả. À, mà cái tác ý này nó cũng sanh diệt không ngừng. À, nó mới thích đó rồi nó không thích, à, nó thích nó không thích, à, nó bực bội rồi nó vui đó, nó buồn đó. À, đó, thành ra đó nó thiên hình vạn trạng. À, thành ra ngài hòa thượng ngài nói sao, ở trong cái tâm của chúng ta đó nó cũng có cái vị thánh nhân, nhưng mà nó cũng có cái thằng trộm thằng cướp ở trong này nè. À, nó có hàng vạn cái mặt nạ. À, nó thay đổi không ngừng, liên tục. À, cho nên á là khi mà chúng ta quán tâm thì chúng ta phải thấy được cái tác ý này. Chúng ta phân biệt được cái tác ý là thiện hay là bất thiện, hay là quận bình. À, thí dụ như bây giờ á, chúng ta đang ngồi thiền mà bây giờ đau, à, cái trạng thái đau nó xảy ra. À, bây giờ nó bực bội, nó không chấp nhận cái trạng thái đau này. À, nó muốn thay đổi. Là sao? Là cái tâm tâm sân, nó không chấp nhận thay đau, nó trốn chạy. Cho nên là nó muốn thay đổi cái hoài nghi để né tránh, trốn chạy cái đau. Thấy không? Cho nên á, là nếu mà chúng ta là cái người có trí tuệ, à, chúng ta có hiểu biết đây là cái phiền não, mình không thực hành theo cái lời, cái ý muốn của nó. À, vì nó muốn cái trạng thái an và an lạc. À, nhưng mà khi mà cái đau nó xảy ra, nó bực bội, khó chịu, tham sân. À, bây giờ sao? Tham muốn trốn chạy cái đối tượng mà không thích ý vừa lòng. À, đó. Cho nên nó muốn là thay đổi hoài nghi, thì chúng ta phải không? Phải từ từ. À, không có. Từ từ chút xíu. À, bây giờ ngồi thêm chút nữa. Nếu mà cái đau nó giảm thì thôi. Còn nếu mà nó không giảm, à, thì mình sẽ thay đổi. À, chứ không phải nó tác ý nó vừa muốn thay đổi mình thay đổi liền. À, đó, mình quan sát cái trạng thái cái tâm mình đối với cái tà đau này như thế nào đó, để mình lấy cái đau nó làm đề mục, nó tăng nó giảm nó di chuyển, à, như thế nào rồi cái sự khó chịu, cái sự bực bội, cái tâm tham nhẫn của mình trước cái đối tượng cảm thọ là cái đau này nó như thế nào. À, đó. Khi mà chúng ta quán sát cái tâm của mình trước các cái cảm thọ như vậy là quán tâm. À, rồi, à, đến lúc mà mình thấy rằng cái sự kham nhẫn, à, nó lên đến mức độ rồi, à, thì mình có thể mình thay đổi. À, nhưng mà mình sao mình phải quán sát là lúc đó đó cái tâm mình không có bực bội, không có sự khó chịu với cảm thọ khổ. À, thì chúng ta từ từ chúng ta có thể thay đổi. À, đó, thành ra
chúng ta quán sát cái tâm mình một cách rõ ràng sáng suốt như vậy, hiểu biết mỗi mỗi cái trạng thái tâm của chúng ta ngay thời điểm đó nó như thế nào, biết rõ như thế đó, à nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào biết. À khi mà cái đối tượng không thích ý vừa lòng, à cái tâm nó bực bội, tức là sao, là sân, sân nó sân. À rồi nếu mà mình biết, à đối tượng, tất cả đối tượng đều là đối tượng, không có tốt, không có xấu, à cái đau này nó cũng cũng là một đối tượng, nó sanh rồi nó diệt. À đó, thì nếu mà chúng ta thấy cái quán sát cái tâm của mình nó đang ở cái trạng thái sân hận bực bội với cái khổ đau ở trên thân đó, thì chúng ta biết là lúc đó là cái tâm của chúng ta có sân. À hoặc là à, khi mà hỷ lạc phát sân thì sao, nó bám níu, à nó chấp thủ vào cái trạng thái hỷ lạc này, à rồi sao, à khi mà cái hỷ lạc mà diệt mất thì sao, nó mong cầu, trời ơi ngồi nãy giờ lâu quá mà sao hỷ lạc nó không sanh khởi nữa rồi đó, thì sao, là tham đó. Mỗi mỗi cái trạng thái cái tâm nó diễn biến ngay thời điểm đó như thế nào, biết như thế đó. À khi mà cái tâm mình nó yên lặng, tâm mình nó yên lặng thì quý vị có thể hình dung bây giờ quý vị đốt một cái nến, ha, một cái nến hay là một cái đèn, mà cái ngọn của nó, cái ánh sáng của nó đứng im. Nếu mình đốt cái nến này, cái đèn mà ở trong cái phòng mà kính á, hay là hoặc là cái mình đốt cái đèn mà nó ở có một cái lồng kính để mà che đó, nó không có bị tác động với gió, thì quý vị thấy không, cái ngọn đèn nó đứng yên phân phát. À thì cái đó để gì, để mình thấy, mình hình dung cái tâm định của mình nó giống vậy. Tức là khi mà cái tâm của chúng ta nó nằm yên trên đối tượng, nó không suy nghĩ cái gì khác, à thì lúc đó là cái tâm mình có định. Mà nếu mà cái tâm nó lao sao, à nó không chấp nhận cái đối tượng này, nó chạy qua chạy lại với cái đối tượng khác, à thì cái định tâm mình chưa có. À, hoặc là bây giờ á, thường ngày là quý vị đặt cái sự ghi nhận của mình ở trên lỗ mũi, nhưng mà bữa nay mình thử, à mình thử là bây giờ mình không có ghi nhận, mình đặt niệm ở trên cái cảm xúc ở trên mũi nữa, giờ mình ghi nhận ở dưới bụng phòng xẹp. À nhưng mà do cái dính mắc cái thói quen, nó không chịu, và mình để ở dưới này để mình ghi nhận phòng xẹp, nó không chịu, nó cứ chạy trở lên, thì đó sao, là nó dính mắc, à nó không chấp nhận cái đề mục ở chỗ bụng, nó chạy trở về cái vị trí quen của nó, à nó dính mắc với cái ở cái chỗ xúc chạm ở trên mũi rồi, thấy không, là nó tham, nó dính mắc với đối tượng, à nó sân với cái phòng xẹp đó. Để chúng ta thấy rằng cái trạng thái, cái chuyển biến, cái sinh hoạt của tâm mình trước tất cả các đối tượng, à đó, cho nên mình quán tâm để ghi nhận, hiểu rõ mỗi cái trạng thái, à cái tâm của mình ngày gì khúc đó như thế nào, biết rõ như thế đó. À thì qua cái phần chánh kinh và qua những cái lời dạy của các bậc trưởng lão, à cũng như có chút ít những cái kinh nghiệm hiểu biết, thì cũng xin chia sẻ với quý vị. À cầu mong tất cả quý vị có thêm những cái hiểu biết, à những cái kiến thức để tu tập trên cái tâm quán niệm xứ, à
với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão cũng như tất cả quý tu nữ như quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết để áp dụng trong thiền tập cũng như áp dụng quán sát nội tâm trong đời sống được tốt đẹp. Và bây giờ xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài ngày hôm nay là tâm quán niệm xứ. Bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay về quán tâm. Và sau đây dạ con kính mời đạo tràng có những thắc mắc gì về học bài hôm nay, và dạ, con kính mời quý cô chú Phật tử ạ. Dạ con kính mời ạ. Dạ sa thú và tay của anh Mỹ. Dạ Nguyên Trang kính gửi mic lại cho anh ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ con kính đến lễ sư. Con kính đến lại quý sư và con kính đến chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, khi mà hành giả thấy được cái tác ý của mình qua những cái hành động của thân và tâm thì chắc cũng là cần phải tập cũng thuần thục lắm rồi thì mới được như vậy. Vậy còn những vị hành giả mà chưa thuần thục về cái nhìn cái tác ý của mình qua những cái cử chỉ hành động vi tế của mình đó, thì ví dụ như những người mà mới vào học thì họ cái tâm họ thường chạy ra ngoài coi cảnh nhiều hơn là quay trở vào để mình nhìn thân thọ tâm pháp, thì họ có cần đè nén để mà kéo cái tâm của họ vào nhìn một cái đề mục gì đó một cách đè nén không sư, hay là họ cần phải trau dồi cái trí văn trí tu thêm nữa để mà họ từ từ buông xả những cái cảnh ngoại cảnh để mà họ quay vào để mà họ nhìn cái nội cảnh và họ có sự hiểu biết. Vậy về hai cái cách thức, một cách là đè nén để mà đưa cái tâm vào nội cảnh, hay là cái cách thứ hai là để mà có thêm văn tư để mà trao dồi cái trí thức đó, để mà cái sự suy nghĩ đúng đắn để mà quay cái thì để mà quay cái tâm vào nội cảnh, thì hai cái phương pháp đó thì sư thấy như thế nào, sư dạy xin sư chia sẻ với chúng con và chỉ dạy chúng con đường hướng đi nào là tốt cho người nào ạ. Dạ kính mời sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Kính lễ chư tôn đức và chào tất cả quý vị. Thì thật sự ra đó, cái quán tâm á nó rất là khó. Tại vì hồi đó giờ mình chạy ra bên ngoài nó rất là nhiều. Chứ mình nhìn ngược lại bên trong nó rất là ít, hiếm lắm. Bây giờ mình tập thì nó khó. Bây giờ mình phải đi từng bước. Thí dụ như
mỗi khi mà mình muốn một cái gì á, mình phải tự phản tỉnh nhìn lại. À, ví dụ như bây giờ thường đó là há sau khi mà mình thức dậy á, tại sao làm bật mình ngồi dậy à? À, mình làm nhưng mà mình không có kiểm soát, mình không có theo dõi được cái tâm của mình. À, bây giờ quý vị thử, quý vị làm khi mà quý vị vừa thức giấc rồi là cái gì? Mình biết là mình đã thức giấc. À, rồi. Tại sao? Khi mà mình thức giấc rồi đó thì nó có cái tác ý nó muốn ngồi lên. Đó. Đó, mình phải quan sát từng chút từng chút. À, chính vì có cái tác ý nó muốn ngồi lên thì bắt đầu chúng ta sẽ từ từ ngồi lên để mình thấy được cái tác ý là gì, là danh. À, tác ý khởi đầu nó là tâm. À, cái tâm nó muốn thay đổi cái hoài nghi. À, lâu quá mình nằm mình ngủ lâu quá rồi, bây giờ á nó muốn ngồi lên. À, thì sau khi mà cái tác ý muốn ngồi lên rồi đó thì từ từ chúng ta mới ngồi lên, tức là cái danh nó khởi, bắt đầu cái sắc nó chuyển động. Ha, hoặc là bây giờ quý vị ngồi, quý vị đang ngồi một hồi lâu rồi, bây giờ nó muốn đứng lên đó, thì bình thường á mình không có theo dõi, hãy nó muốn mình làm theo nó. À, bây giờ mình sẽ quan sát đó. À, cái tác ý nó muốn đứng lên. Bây giờ khi mà cái tác ý nó muốn đứng lên rồi đó thì cái hành động, cái chuyển động của thân nó từ từ nó diễn ra. Đó, à, bắt đầu mình đứng lên. À, cái chuyển động từ từ như thế nào, ghi nhận như thế đó. Đó. Đó, thì cái khi mà nó cái đầu tiên hết mà các cái vị hành giả cần phải biết được là cái tác ý. À, muốn ăn, muốn nhìn, muốn bất cứ một cái gì thì chúng ta cũng phải quan sát, phải xem xét về cái tác ý hết á. À, thành ra ở trong kinh mới nói là tâm dẫn đầu các pháp. À, do những cái tác ý. À, thì cái sắc nó mới chuyển động. Thành ra đó các ngài mới nói là cái danh á với cái thân ngũ uẩn này như là cái chiếc thuyền. À, mà cái chiếc thuyền á nó là vô tri vô giác, mà cái danh á là cái người bơi, người chèo đò. À, cái thuyền nó đi qua phải qua trái, đi ngược đi xuôi là do cái sự điều khiển của cái người lái đò. À, người lái cái con thuyền đó. Đó, chính vì cái tác ý, cái danh, à, nó điều khiển. À, cho nên muốn thực hành cái tâm quán niệm xứ thì cái trước nhất là mình phải thấy cho được cái tác ý. À, rồi sau khi mà mình thấy được cái tác ý rồi đó, không? Mình sẽ thấy rằng à, tại sao mà nó muốn đứng lên đó, tại sao mà nó muốn ngồi dậy đó, do nhân, do quả, nhân nó thành quả, quả nó trở thành nhân. À, mình mệt mỏi, mình muốn nằm xuống ngủ, phải không? Cái tác ý mà muốn nằm xuống nó là nhân. Rồi cái quả là thân nó nằm xuống. À, nhưng mà nằm lâu quá rồi á thì cái thân mà nó nằm lâu quá nó khó chịu, nó là nhân. Rồi
nó muốn thay đổi oai nghi, cho nên nó có cái tác ý muốn ngồi lên. À, đó, nhân thành quả, rồi quả trở thành nhân. À, nó cứ tiếp tục như vậy, nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt. À, nó luôn luôn như vậy. À, thành ra đó, khi mà chúng ta nằm ngủ cũng vậy. Lúc đó khi mà chúng ta nằm ngủ thì cái thân mình á, nó dừng mọi hoạt động, nó nghỉ ngơi. Nhưng mà cái tâm mình á, nó không có ngủ, cái tâm nó vẫn hoạt động. Mà nếu mà bận ngày mà mình suy nghĩ, mình làm những công việc nhiều quá, mình tính toán, mình nhớ tưởng những cái vấn đề mà nó quan trọng mà mình phải ấy đó, mình lo toan đó. À, do cái trớn có mãnh lực của cái sự suy nghĩ này nè. À, khi mà chúng ta nằm xuống, cái tâm mình nó vẫn hoạt động, thành ra sao, nó tạo thành những cái giấc mơ. À, thành ra có những lúc mà tại sao mà mình cũng ngủ, nhưng mà sáng dậy mình thấy sao cái tinh thần của mình nó uể oải, nó mệt mỏi. Tại vì cái thân nó được nghỉ mà cái tâm nó không được nghỉ. À, à, khi mà quý vị an trú cái tâm mình trên một cái đối tượng hơi thở, quý vị chỉ cần an trú cái tâm mình ở trên cái hơi thở một thời gian, cái tâm nó định á, nó định yên hoàn toàn á, thì lúc đó đó là cái tâm nó mới được ngơi nghỉ. À, thành ra đó, quý vị thấy rằng có những khi mà quý vị ngồi thiền á, nếu mà cái tâm của mình mà nó định trên đối tượng một cách tốt đẹp đó, thì sau khi mà quý vị ngồi một tiếng, quý vị xả thiền, quý vị sẽ thấy được, cảm nhận được cái sự an tịnh trên thân, trên tâm. Đó. Cho nên là chúng ta cần phải biết được mỗi những cái tác ý của mình. À, chúng ta bắt cho được, nắm cho được những cái tác ý này nó sanh khởi. Và khi mà thấy được những cái tác ý rồi đó, thì chúng ta mới thấy cái sự sinh hoạt của tâm. À, lúc đó mình mới thấy tâm nó sân, tâm nó tham, rồi tâm nó nói lải nhải đủ thứ chuyện á. À, đó, cái đầu tiên là mình phải thấy được cái tác ý cái đã. À, còn nếu không á thì mình không có khó mà thấy được cái sinh hoạt của tâm đó. À, à, rồi khi mà mình ngồi thiền, nó đâu có chịu ngồi yên, nó cũng phóng đi, nó chạy đi, hoặc là nó trạo hối lợi những cái điều mà lâu nay á, nó bị đè nén. À, khi mà cái tâm nó an tịnh rồi đó, thì bắt đầu nó review trở lại, nó phát trở lại những cái cuồng phim đó, hồi đời nào, hồi mình còn nhỏ mình bị rầy quan, hay là những cái gì đó, những phiền não đó, nó bị cái vô minh, những cái mạnh mẽ hơn ở trong hiện tại nó đè xuống. À, bây giờ á là những cái kia nó lắng dịu rồi, thì những cái anh này anh nổi lên, anh cuồng phim nên anh phát trở lại. À, hoặc là có nhiều khi những cái việc mình cần lo, à, ví dụ như sắp sửa tới lễ rồi, phải sắp đặt công việc như thế nào, sao đó. Do khi mà trong đời sống, khi mà chúng ta suy tính những cái việc đó, chúng ta mất đi cái chánh niệm tỉnh giác. À, thì khi chúng ta ngồi thiền bắt đầu nhớ lại vậy kia nọ đó, thì gọi là gì, là phóng tâm. Thì lúc đó chúng ta ngồi thiền mà chúng ta quên đi, không có định trên cái đề mục, cái tâm nó
chạy trở về quá khứ, vấn đề này vấn đề khác vấn đề kia đó. Đó. Cho nên á là chúng ta biết, chúng ta đưa tâm trở về, chúng ta đừng có kềm chế nó, đừng có dùng kềm chế đè nén bắt buộc nó ở phải ở trên cái đối tượng là sai. Cái đó là chúng ta gì phiền não rồi. Cho nên á Ngài Hòa Thượng Ngài dạy không, cái công việc của mình là chánh niệm tỉnh giác, còn cái sinh hoạt của tâm á là nó chạy lăng xăng, nó chạy tới chạy lui, khi nào mới chạy ra ngoài biết đem nó trở về, cứ hả mỗi lần nó chạy ra ngoài mình biết đem nó trở quay về trong thân trong tâm, cứ như vậy chứ đừng cố gắng đè nén kềm chế cái tâm của mình đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta hành thiền với cái thái độ chân chánh, tức là thân tâm nó diễn ra như thế nào mình biết như thế đó, mình không điều kiện, mình không so sánh, mình không xét đoán, mình không phải đè nén bắt buộc nó phải như thế này phải như thế kia. Cho nên là cái nhiệm vụ của mình chỉ là ghi nhận rõ ràng chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, có trí tuệ hiện khởi, ghi nhận rõ từ lúc đối tượng sanh diệt không lẫn lộn, đó, thành ra cái nhiệm vụ của mình nó như vậy thôi. Tất cả đối tượng là đối tượng, hơi thở cũng là đối tượng, mà khi mà cái tâm mình á nó lăng xăng, nó phóng dật, nó cũng là đối tượng. Cái nhiệm vụ mình biết nó phóng tâm, mình đem nó ra về vậy thôi. Đừng có kềm chế, đừng có đè nén, đừng có muốn mà vượt qua nó, không được. Lúc nó bùng phát lên mạnh mẽ ấy nữa đó. Cho nên là nhiệm vụ của mình làm, còn cái chuyện của nó làm. Giống như mình là cái người mà khán giả ngồi dưới đây, ở trên sân khấu, các cái diễn viên á, họ diễn như thế nào biết như thế đó thôi. Họ diễn bi thì biết, họ diễn hài biết, đúng không? Đó, mình đừng nhảy lên mình nói diễn cái những cái vai ác rồi mình bực bội mình nhảy lên mình đánh nó là sai đó. Cái chuyện của ta diễn, cái chuyện của mình cứ ngồi xem, mình ghi nhận vậy thôi. Đó, nhiệm vụ ai nấy làm, mình đừng làm thế nhiệm vụ nó, mình đừng kềm chế nó, mình đừng xét đoán, mình đừng có đồng quá nó hay là bất cứ một cái gì hết. Đó, thì cái nhiệm vụ của mình là quán xét tâm, khi nào tâm có phiền não mình biết tâm đang có phiền não, khi nào tâm an tịnh sáng suốt trí tuệ biết tâm an tịnh sáng suốt vậy thôi. Cái nhiệm vụ của mình là hay biết ghi nhận cái trạng thái tâm nó đang diễn ra sao, mình biết như thế đó thôi, mình đừng có ép buộc nó phải như thế này phải như kia. Thì cũng xin chia sẻ với chú Cần Sự Nam và chúc chú nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoàng thị giảng dạy câu hỏi của anh Mỹ ạ. Và sau đây Nguyên Trang thấy bàn tay của huynh thính pháp, và Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ, nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Bằng, nam mô Sang Khai. Còn kính lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh, sư Kiên Thông, bí bà, bí cô tu nữ cùng chư đồng thể trong đạo tràng. Chào thưa sư. Sư vừa giảng là tâm quán niệm xứ đó sư, tức là mình quán cái đối tượng là hơi thở, từ đó thấy trạng thái tâm của mình là thích, ghét hay là trung dung.
Thưa sư, thì dù sao đi nữa thì cái hơi thở nó cũng là một một cái gì có thể nằm trong cái tầm tay của mình, có thể thấy được và biết được đó sư. Nhưng mà sinh hoạt Phật tử chúng con hàng ngày đó sư, thì cái đối tượng thay đổi liên tục thưa sư, chẳng hạn gặp người này thì công việc đó nó thay đổi liên tục, chỉ làm sao mà chúng con có thể mà khi tiếp xúc những cái đối tượng thay đổi thưa sư, làm sao mà có thể duy trì được cái trạng thái tâm nó ở trong trung dung, hay là cái trí tuệ, hay là vô tham vô sân sư. Nhờ sư chị khai thọ điểm này giùm mô Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Thì khi mà trong cái đời sống á, cái sinh hoạt chúng ta cũng vậy, cái tâm nó cũng diễn ra, thích không thích, thích không thích, thương ghét, cái nào mà thích thương thì bắt đầu nó dính mắt, nó bám níu, còn mà cái nào mà ghét thì nó xua đuổi, nó muốn hủy diệt, đó. Thành ra đó mình biết những cái trạng thái này, đó mình đem nó về, mình nhắc nhở nó với cái suy tư chân chánh. Người ta đâu làm gì đâu, sao mình ghét người ta, thấy không? Ghét để làm gì? Rồi người đó tại sao mình thương, mình mến, mình quý mến người đó? Thì tất cả do nhân do duyên, gặp nhau rồi hồi cũng đường ai nấy đi, gặp nhau trên một chuyến xe, gặp nhau ở công sở, gặp nhau ở một nơi nào đó, rồi sao? Rồi tại vì mình xét đó, mình đồng quá, mình thích, mình quý, mình mến, mình dính mắt, cho nên khổ đau nó sanh khởi. Rồi bây giờ mình bực bội, mà người ta cũng đâu có làm gì, người ta cũng đâu nói gì đâu, sao mà tự nhiên mình ghét người ta? Mà khi mình ghét sao, là cũng phiền não, cũng đau khổ đó. Tại sao mà mình tự nhiên mình đem cái khổ đau ở trong tâm của chúng ta đó. Cho nên á, khi mà những cái phiền não mà nó sanh khởi, chúng ta biết chúng ta trở về với cái niệm, cái tuệ của mình, nhớ tất cả phiền não là phiền não, phiền não là nó khổ đau, mà nếu mà trí tuệ thì nó sẽ đem đến an ổn. Cho nên á, chúng ta cố gắng giữ cái tâm mình trên cái con đường trung đạo, không ghét, ghét là khổ, mà không có yêu quý chấp thủ cũng khổ, cho nên thương ghét nó là hai cái biên kiến, mà trí tuệ là nó là trung đạo, cho nên á, mình cứ biết khi nào cái trạng thái tâm sanh khởi dính mắt, mình quan sát mình nhìn nó, xem một hồi nó tự động nó biến mất, hoặc là nó bực bội, khó chịu, mình nhìn vào cái gì, cái tâm sân hận bực bội, hoặc là quý vị nhìn vào cái trạng thái, thí dụ như bây giờ mình gặp một cái đối tượng mà mình thương mến quý mến, sao cái tâm mình á nó cũng dao động, nó hớn hở, nó vui mừng, phải không? Thì chính cái tâm này á, nó cũng là phiền não. Rồi mình gặp một cái đối tượng mà mình không thích, nó bực bội, nó khó chịu thì cũng khổ, nó cũng là cái tâm phiền não đó. Thì mình chỉ cần mình nhìn nó, mình nhìn vào cái trạng thái, ví dụ như cái khi mà cái gặp được đối tượng mà thích ý vừa làm sao, mình hân hoan, mình vui mừng, thì mình nhìn vào cái trạng thái đó, cái trạng thái mà hân hoan vui mừng ở trong thân mình ấy,
ha. Còn cái khi mà gặp cái trạng thái mà cái đối tượng mà mình không thích ý, lòng bực bội, tức, khó chịu thì sao? À, nó sẽ diễn ra trong thân. Quý vị có nhiều khi á, những người mà họ sân hận lên rồi thì sao? Có nhiều khi họ rung mức độ mà cao á, là nó rung cả thân. À, hoặc là có khi nó tức tức cái ngực, nó khó thở. À, hoặc là sao? À, cái sắc diện nó thay đổi, mặt nó đỏ rần lên. À, đó, thành ra khi mà mình biết cái trạng thái sân đang sân khởi thì mình chỉ cần nhìn vô cái trạng thái cái thân mình nó đang rung. À, cái ngực, cái chính thủy mình á, nó đang căng cứng, nó tức, nó khó chịu. Đó, thì có hai cách. À, nếu mà những hành giả mà sơ cơ đó, thì mình nhìn vào cái trạng thái, cái hiện tướng của cái sân nó đang diễn ra ở chỗ nào mạnh nhất, quan sát ngay chỗ đó. À, hồi nãy cái tâm mình nó ngay chỗ đó nó không có, nhưng mà bây giờ cái tâm mình đang bực bội sân hận nó diễn ra, thì mình quan sát ngay cái chỗ mà nó đang diễn ra đó. À, cho đến một lúc nếu mà cái tâm niệm, à, cái niệm với cái tuệ mình mạnh á, thì mình nhìn thẳng vô cái trạng thái sân nó đang sanh khởi, hoặc là trạng thái tham nó đang sanh khởi. À, mình nhìn nó hồi tự động nó biến mất, giống như mà cái kẻ xấu đó. À, ví dụ trong cuộc lễ mà có những cái kẻ xấu nó trà trộn vô chùa, thấy không? Bây giờ nó chưa có cái hành động xấu thì mình lấy cớ gì mình đuổi người ta, mình bắt người ta, thấy không? Nhưng mà mình biết mình có sự canh phòng. À, cứ người đó đi đâu mình cử một người đi theo sát nó, quan sát nó thôi, không làm gì, không đuổi, không có ấy gì hết, cứ quan sát nó, quan sát nó thấy có người mà đã cảnh giới, có người quan sát hoài á, thì cái tà dạy, cái ngón nghề của nó không có làm được, thì thôi nó mắc cỡ nó bỏ đi ha. Đó, thì khi mà cái niệm và cái tuệ mình mạnh á, thì mình nhìn vào cái tâm phiền não, tâm tham sanh khởi, mình nhìn thẳng vào tâm tham, tâm sân sanh khởi, mình nhìn thẳng vào tâm sân. Còn cái giai đoạn ban đầu đó, thì khi mà tham sân nó diễn ra, thì mình nhìn vào những cái trạng thái, cái sự chấn động, cái bấn loạn ở trên, sự thay đổi trên thân, để mình biết. À, để mình từ từ, để mình tập và mình quan sát cái sự sanh, sự diệt, à, cái chuyển biến của thân và tâm, à, danh và sắc. À, thì xin giải đáp cái thắc mắc của chú. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, một lần nữa, dạ, con kính cảm ơn sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng giải câu hỏi của đạo hữu Thính Pháp, và kính cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi. Và sau đây con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ. Sau đây con kính thỉnh sư Nguyên Thông từ bi chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Và con kính dâng mít lại cho sư. Phavatusapa mangalang rakang tusapa devata sapa buddha nu pha ve na sada so thi phavang tu te phavatusapa mangalang rakang tusapa devata sapa dhamma nu pha ve na sada so thi phavang tu te phavatusapa mangalang rakang tusapa devata sapa sangha nu pha ve na so thi và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Và sau đây, con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi tính pháp ạ. Ya de vata santi vihara vasini tu ve kare kare po thi kare ta hin ta thamma da ne na pha wan tu pu chi ta so tin karo te ka vihara mandale te ra cha mat cha na wa ka cha vin ka wo Saramika dana pati upasaka gama cha desa ni gama cha insara sambana futa sukita fawantu te chala puja ye picha anda sampawa sanse data atawo papatika niya ni kam thamma warang patita che sabbe pidukkha sarako sakaron tu sankhayam thatu chirang satang dhammo dhammatthara cha pungala sankho hotu samaggo va attaya cha hittaya cha amhe rakkhatun sat dhammo sabbe pidhammacharino Vụt thịnh xâm bà bù đề yà mà thầm mà Rì dâm bà quê tì tê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh, sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, một lần nữa con kính tri ân quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng và tham gia buổi học ngày hôm nay. Dạ, con kính mời quý cô chú trở lại đạo tràng vào ngày mai vào lúc giờ tối, 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn. Và ngày mai là ngày thứ tư, sẽ là ngày họp nhóm. Chúng ta sẽ ôn lại về vi diệu pháp. Và ngày mai sẽ chúng ta có thể ôn lại cùng với Nguyên Như. Dạ, con kính mời đạo tràng. Dạ, con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành. Một ngày an lành, sáu thời đều an lành. Dạ, dạ, con kính tạm biệt đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Kính chúc đạo tràng một buổi tối an lành ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ.